Em xin phép lên cặp loa tay của bô 301. À quên, 321, sorry các bác. Đấy. Đôi này thì tối hôm qua em đã làm video để kết nối với con bô 1701D5. Con này thì từ bên Nhật về là đây, nó đã câu dây sẵn và nó có cái dây kèm của nó đây. Thì phải chọc vào lỗ này. Em quay ngoại hình đầy đủ cho các bác nhé. Đây là bụi này. Em chưa nào đâu. Mặt dưới thì có vết xước nhá. Đấy. Đấy, các bác xem rõ. Đấy, em quay từ từ đây. Xem cho rõ ràng. Cặp này thì em bán với giá là 2 triệu 150 nghìn nha các bác nhé. Bác nào lấy thì cọc giúp em là 150 nghìn, sau đấy em sẽ là ship code. Ship code thì các bác có quyền kiểm tra hàng, test tiếp các thoải mái. Sau đấy thì các bác ok thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho bên người ta chuyển hàng cho em. Con này là màu xám nhé các bác nhé. Không biết là qua cái ánh đèn các thứ thì nó như nào mà. Đây là màu xám ạ. Vâng, em xin chào các bác.